rồi thì cái bài này ung thư vú thì sau khi học bài này á chị chỉ muốn mấy bạn làm nói chung nó rất là dài khi bạn coi cái bài này có thể là bạn cũng không hiểu nhiều đọc một lần chắc cũng không hiểu đâu thì mình sẽ có những điểm nhấn mạnh để mà mình biết được thứ nhất là mình biết là ung thư vú là cái triệu chứng lâm sàng nó như thế nào là cái điều quan trọng nhất rồi cái thứ hai mình sẽ biết được là mình nếu như mà một bệnh nhân bị ung thư vú điều trị thế nào là đủ biết cái cơ bản vậy thôi ha à rồi mình sẽ biết được các cái ý nghĩa của phương tiện lâm sàng rồi hiểu được cái phương pháp tầm soát ung thư vú những chị mà quan trọng mình cần biết có nghĩa là để sau này ví dụ với bạn học xong rồi bạn không còn nhớ cái gì thế bạn chỉ cần nhớ những cái điểm chính đó đã đủ rồi ha thì sau này bất cảm bệnh nào cũng vậy ví dụ như về tăng huyết áp hay là đái tháo đường ví dụ nó có rất là nhiều thuốc dụ học như insulin chích này nọ nhiều khi bạn đâu có thể nào bạn nhớ hết được đâu bạn đâu có thể nào mà làm trong cái lĩnh vực đó không thể nào mà bây giờ bạn hỏi một bác sĩ ung thư đi một bác sĩ ung thư chia rất là nhỏ rất là nhiều bác sĩ về xạ trị bác sĩ về phẫu thuật bác sĩ về hóa trị mỗi bác sĩ người ta sẽ rành cái lĩnh vực của họ còn những cái ngành khác của người ta chỉ biết cái cơ bản thôi chứ gọi là biết sâu đi vô phân tích từng cái từng cái, từng cái người ta sẽ không thể trả lời một cách gọi là trọn vẹn giống như bác sĩ làm thực tế vô đó thì sau này mấy bạn cũng vậy ha thí dụ các bạn làm chuyên khoa tim mạch đi mà hỏi mấy bạn về ngoại mổ làm sao bạn chắc chắn các bạn sẽ không biết nhưng mà hỏi về viêm ruột thừa triệu chứng của nó như thế nào là người đấy viêm ruột thừa là cái mấy bạn phải biết và bạn biết là viêm ruột thừa có thể mổ gì mổ ra rồi có thể mổ ra mà không thấy gì trường hợp mổ trắng á nó có thể ví dụ mình nhân hỏi mình là ủa tại sao mổ ra lại không có uh, như vậy ha mà giờ cũng ít lời tại hồi xưa cái CT phát triển, và CT nó phát triển nhiều hơn, ha. thì có những cái tình huống như vậy bạn biết được à những cái tình huống ABC nó có thể gặp ra những trường hợp gì? À, ví dụ như bạn đi sản phụ khoa bạn sẽ ý lại gì? ví dụ như bệnh nhân mà tự nhiên thấy mới vừa khám xong tự nhiên thay khỏe, sau có tự nhiên tới tối xong thay chuyển mất tim thai, thì nó cũng bình thường. ha. ví dụ như là nhau uh, nhau mà nhau quấn ha, uh, nhau quấn, nhau 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 nhau, nhau uh, dây rốn quấn cổ ha thì bạn sẽ biết được chuyện đó hoặc là bé nó làm thế nào mà nó chèn ép vô dây rốn á. theo ví dụ bạn phải biết được à những chuyện đó như thế nào thế nào biến thức cơ bản thôi còn đi sâu như thế nào có thể sau này bạn sẽ không thấy nhớ chừng nào bạn làm về cái chuyên ngành đó bạn biết rồi thì uh, phân loại theo thứ thứ thế giới ha thì bốn thì chị sẽ lướt qua cái này tóm lại công tư vú thì thường gặp á ở uh, và tử vong nghi nhiều nhất ở người nữ mình thấy rồi ha qua hôm trước mình đã học về dịch tễ ung thư vú là một trong những ung thư thường gặp nhất ở nữ giới của mình ở Việt Nam mình cũng vậy và quốc tế cũng vậy và rõ ràng ha mình cũng chứng minh một cái là mình phải là nước quốc gia nhiều ung thư ha về xuất độ ung thư ở Việt Nam mình á chỉ là 34 người trên 100 000 dân và trong khi đó ở nước Bỉ đi có thể là 113 ha và những cái quốc trên toàn thế giới là 47 trên 100 000 dân rồi bỏ qua dịch tễ rồi yếu tố di truyền cái mình sợ lớn nhất là công thứ di truyền ha thì mình sẽ hỏi thăm là à, có tình trạng gia đình bị ung thư vú hay không ha chị chị dì, chị, chị hoặc là mẹ ruột ha và đặc biệt bạn nhớ được gì nữa cha nữa cha ung thư vú không ung thư vú ở người nam vẫn có xảy ra ha mình khẳng định lại một lần nữa mình nhớ nhớ chứ không phải là nam có tiếng vú ha nam vẫn có tiếng vú nhớ tại sao mình nhớ nam vẫn có tiếng vú mình học cái bài nào coi hay học rồi mình học cái bài nào mà có cái chữ gì mà liên quan tới tiếng vú ở nam, Ừ nữ hóa tiếng vú ở nam đó cũng rất là nhiều tình huống nam đi khám bệnh có cái khối ở đó, ha. xong khám họ sợ u bướu gì mà thật sự xem nó chỉ là cái nữ hóa tiếng vú ở nam thôi nha. Rồi đặc biệt á mình nghe nói cái chương trình cái tình trạng mà đột biến cái gen mà gen BRCA ha, BRCA một, BRCA hai, gen B 53 gen B ten một lát phía sau mình sẽ có những cái slide nói về cái tình trạng đột biến gen này và cái tình trạng nội tiết ha có kinh sớm mãn kinh trễ và không sinh con hoặc là có con muộn và dùng nội tiết estrogen lâu dài rồi mình nhớ cái này cái yếu tố nguy cơ này nè thì mình suy luận ra một điều cái gì có kinh sớm mãn kinh trễ hoặc là không sinh con hoặc có con muộn thì mình suy luận là gì để mình không bị nhầm lẫn nó khác với lại cái ung thư buồng trứng yếu tố nguy cơ có phải là thời gian mà tiếp xúc với estrogen càng nhiều thì là nguy cơ nó càng cao không có kinh sớm có nghe bắt đầu hành kinh là bắt đầu ruồng trứng nó hoạt động ha thì bắt đầu là bạn sẽ cái mô vú của người ta sẽ tiếp xúc với estrogen nhiều mãn kinh cũng vậy khi mang thai thì sao khi mang thai thì ruồng trứng nó hoạt động đâu bắt đầu có tiếp với estrogen đâu do đó những người không sinh con hoặc là có con muộn thì nguy cơ nó sẽ nhiều hơn À, và những người dùng mà estrogen lâu dài thì nguy cơ nó nhiều hơn nó khác với lại ung thư buồng trứng ha ung thư buồng trứng thì những người mà không có những người mà ở nó cũng liên quan đến tình trạng mà rách vỏ ba buồng trứng các bạn cũng suy luận cái giống như vậy ha có nghĩa là khi bạn học cái gì đó bạn suy luận thường thường nó giống như vậy à, cách đây mấy năm ha lát phía dưới chị nói thêm cái này mấy năm mấy mấy bạn mấy anh chị của các bạn đó, chắc cũng khoảng rất là trường rồi quá ha viết về yếu tố nguy cơ đó thì còn thi viết á lớp có khoảng trăm hai trăm ba mà thi viết á thì trên bày yếu tố nguy cơ ông thư vú thì không biết sao mà bạn lấy hết nguyên cái yếu tố nguy cơ của ông thư cổ tử cung á gắn vô ông thư vú ha đọc nó rất là buồn cười ha yếu tố nguy cơ của ông thư vú quan hệ với nhiều bạn tình ha tại nghe mình cứ nghĩ là mình đã lộn mình cắm câu ông này vô cầm mà kia mình không hiểu là tại sao khi mình hiểu yếu tố nguy cơ rồi thì mình sẽ biết được ha rồi rồi thì là như vậy ha rồi bạn còn ghi là phụ nữ không lập gia đình kiểu như vậy á đó, đó rồi kêu là mình thấy hai cái này nó lẫn qua lẫn lại là mình biết là sẽ bị sai nha rồi quay lại bài mình ha bệnh nhân đã có mà tiền sử về ung thư vú hoặc nè bệnh nhân đã có tình trạng mà tổn thương bú vú trước đó những cái bú vú này nó không phải là ung thư nhưng mà nó là có nguy cơ ung thư đó là tổn thương dạng nhú bú nhú mình đi lâm sàng mình sẽ thấy một trường hợp là bú nhú bú nhú là gì bệnh nhân sẽ tiết dịch nấm vú bất thường tự nhiên mình nhân tiết dịch máu ra ha? ấn đầu nấm vú sẽ tiết dịch ra do đó khi bạn học khám vú hồi xưa hồi y hai bạn học sau khi bạn sờ hết rồi cuối cùng cái cái, cái động tác cuối cùng là bạn phải nấn ngay cái quần vú đó nấm vú coi nó có ra tiết dịch hay không à, do đó tại sao là những thao tác mình khám nó đều có ý nghĩa hết và tới lúc đó hồi lúc mình học mình chưa có nghĩ, nghĩ ra thì cái khi mình khám mình sờ hết tất cả tiếng vú và cái động tác cuối cùng mình ấn ngay quanh nấm vú ấn ngay cái quần vú coi nó có tiết dịch gì hay không thì để mình coi có những tổn thương dạng nhú không và tiết dịch nó sẽ là tiết dịch máu ha hoặc dịch vàng trong mà thường thường sẽ là sẽ dịch máu đỏ rồi và nó có thể tăng sản không điển hình những yếu tố nguy khác như tuổi ví dụ như là uh, gia đình mà có yếu tố nguy cơ mà về độ tuổi mà phát hiện ung thư vú mình sớm ha trước khoảng 50 tuổi trước 45 tuổi rồi mật độ mô vú người ta dày thì tại sao mật độ mô vú dày thì mình sẽ khó về đánh giá về tầm soát các bạn xem phát hiện rồi phơi nhị với bức xạ ví dụ như người ta đã từng có từng xạ trị rồi ha thì bia rượu thuốc lá trước mình đã biết rồi từ con béo phì rồi mình quay vô cái tình trạng gen này để mình biết mình trả lời được là tại sao mà cái cô angela jolie đó cổ lại quyết định đi cắt cái uh, tiếng vú của cổ nha thì uh, yếu tố nguy cơ là do cổ phát hiện là, là hình như là cổ có gì và mẹ của cổ vùng bị ung thư vú À, thì tại khi mà đã có đột biến chị không nhớ chính xác là gì hay mẹ hay gì đó nói chung là người thân trực hệ của cổ á thì khi mà đã có đột biến bắc ca này á ha thì tỷ lệ ung thư vú ước tính tới 80 tuổi tới 70 phần trăm một số trường hợp có thể lên 8 một số nghiên cứu có thể lên 80 phần trăm và bên cạnh cái tình trạng mà ung thư vú này nó còn liên quan tới ung thư buồng trứng cho đó bạn sẽ đọc mấy thông tin là hồi trước đó là cổ cắt tuyến uh, tiếng vú cổ đạn nhũ cổ tái tạo và sau những năm nay cổ đang cân nhắc cái việc mà mình cắt buồng trứng ha rồi câu hỏi một câu tiếp theo á là liệu rằng bây giờ tôi sợ quá nguy cơ gần tới 80%, mươi vậy tôi cắt hết tiếng vú như vậy có không bị ung thư hay không đúng không đúng không mình biết giờ đột biến bao giờ có cắt như vậy câu trả lời có bị ung thư nữa hay không giờ sợ quá cắt luôn ha à. Đó, mình có những câu trả lời đó thì câu trả lời đó phải dựa trên nghiên cứu và người ta có luôn một cái đội ngũ gọi là tham vấn di truyền. Ví dụ bây giờ bạn có ra bệnh tháng di truyền mà bạn ví dụ như bạn làm cái đột biến gen đó rồi mà bạn không có cái vấn đề mà giải quyết được cái đột biến gen đó sẽ như thế nào. Bây giờ làm cái đột biến gen đắt ca rồi, rồi tư vấn thế nào mà không có một đội ngũ tư vấn di truyền thì làm cái xét nghiệm đó nó vô ý nghĩa có nghĩa là bạn phải trả lời con số nguy cơ người ta là bao nhiêu bao nhiêu cũng giống như bạn tầm soát bệnh lý mà ở ở thai hồi xưa mình học mà di truyền học á mình làm ra vụ đột biến gì thì nguy cơ đứa bé bị gì 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 á thì mình phải có một cái đội ngũ tư vấn di truyền để đưa ra quyết định thì cái gen đắt ca này nè ha nếu như mà người ta quyết định mà người ta đạn nhũ luôn á thì người ta sẽ có khả năng à, phòng ngừa được từ 90% mươi thư vú con số không phải là 100% à, Có nghĩa là đánh đổi mà chắc chắn đi được 90 thôi ha Không phải là 100% Tại vì sao? Thì trong cái nghiên cứu đó 2 ca một ca thất bại lý do là xuất hiện hạch nách nha Và một ca nữa là một xuất hiện di căn xa à, Và tôi tìm một góc đó lại cùng từ vú Tại vì không thể nào đảm bảo được bạn lấy hết tất cả về mặt vi thể của cái mô tuyến vú được và sau này bạn đi khám bệnh hoặc là bạn sẽ thấy những người tự nhiên thấy hai nách nó phòng phòng ra mình học hồi xưa mình học tiếng vú chưa học giải phẫu tiếng vú không có vẽ cái hình nó tiếng vú gì vẽ cái nách nó lề chú thích lại gì nhớ không hồi xưa học giải phẫu á vẽ hai cái tiếng vú xong đủ không đâu có đủ vẽ thêm hai cục nữa hai nách nữa tiếng vú phụ à, sau này ví dụ như những cái những bạn tự nhiên nó, nó có nó nhô lên một cục bệnh hoặc là bệnh nhân á có một cái cục nhô lên nách ta sợ quá tưởng hạch nách nhưng mà nó không phải đó là tiếng vú phụ nằm ở đó thì rõ ràng là gì không phải là tiếng vú nó chỉ nằm khu chú vô hai cái tiếng vú bình thường mình biết cho đó người mặc vi thể có thể là người ta sẽ không thể nào đảm bảo lấy hết được mình có thể phòng ngừa được hơn 90% phần trăm tuy nhiên vẫn có nguy cơ bị ha và đột biến B53 B ha, hội chứng mà Lifonia, thì bệnh nhân sẽ có thể bị sạc cơm kết hợp tư vú với là sạc cơm mô mềm não. Đột biến mà gen pt á thì hội chứng cô đình thì bệnh nhân có thể ung thư vú tính từ khoảng từ 70 đến 80% và bên cạnh ung thư vú người ta có bị ung thư tuyến giáp nữa. Chứ tự nhiên mình thấy tự nhiên ung thư vô rồi sau này có người quen tự nhiên mổ ung thư vú rồi sau một kiếp khác mổ ung thư giáp chuyện bình thường. Thôi chừng người ta có đột biến cái gen pt này hay không? Ha, và ra có những cái gen khác nữa thì nó cũng sẽ gây tình trạng là kèm với lại cái bên cạnh cái việc ung thư vú thì nó sẽ kèm với ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày và ung thư buồng trứng và điển hình nói chung là nói về cái ung thư vú này bạn phải nhớ được cái gen mà BRCA1,2 nha tại vì bây giờ người ta sẽ có những cái bệnh nhân mà có đột biến brca hai người ta có thể điều trị hỗ trợ dựa trên cái đột biến gen này nên mà các mình cần phải biết ha nói tới ung thư vú là phải nhớ đến gen BRCA1,2 ha rồi thì á, ung thư vú á, thì đầu tiên nó sẽ hình thành trong những cái nang của ống tiểu thùy hoặc là trong những cái tiếng ống dẫn sữa à, do đó nó sẽ là carcinom do đó mình thấy ung thư vú nó không phải đơn thuần là carcinom không mà nó ở đó mua vú còn có gì nữa mua vú mình thấy mình còn có như ăn vú heo rồi phải không cái heo nướng đồ á mình thấy cái gì nữa chứ gì trong đó Mỡ đúng không Thế nhiều bên cạnh bên cạnh tế bào tuyến vú nó còn có những mỡ những cái mô liên kết xung quanh nó nữa có mô tế bào mạch máu này nữa cho đó nó không phải đơn thuần chỉ có ung thư vú không và nó có thể bị sạc cơm à nó có thể bị gì nữa lympho đó giờ đó bạn thí dụ bạn thấy ung thư vú người ta nói ồ sao ung thư vú nhưng mà bản chất tế bào của nó là carcinoma hay bản chất là sạc cơm hoặc là lympho à thì nó sẽ khác nhau nữa nha rồi cái bạn ung thư vú này mình đang nói về cái carcinoma chứ mình không nói về limphome hay là sạch cơm. Ha, rồi. Thì uh, ung thư đó do đó nó sẽ hình thành trong những cái nang của tiểu thùy và trong ống dẫn sữa và bú nó phát triển và nó sẽ xâm nhiễm xung quanh và nó có thể lan tới da và trong thành ngực. Đây ha, nó sẽ có một là bú nó nằm trong những cái tiểu thùy hoặc là nằm trong những cái ống tại chỗ trong những cái ống dẫn sữa này nha. Rồi, sẽ nói nó di căn theo cái đường mạch huyết À, thì cái gì cái vị trí mà di căn thường nhập nứt của nó là hạch nách hạch vú trong hạch trên đòn và dưới đòn cùng bên cùng bên cùng bên bị bệnh của nó hiểu không ví dụ bệnh nhân bị vú bên trái thì sẽ di căn hạch nách bên trái ha à, tự nhiên bị vú trái mà di căn hạch nách bên phải là di căn xa do đó mình học trong cái TNM ở bữa mình nói đó, ví dụ như bạn khám TN và M, cái chữ N đó là hạch chứ không phải là cái em mờ với căn xa hạch vùng của nó mỗi bệnh ung thư nó sẽ có hạch vùng khác nhau ví dụ như cổ tử cung đi nếu bạn khám thấy cái hạch bạn thì đó là gì căn xa chứ không phải là hạch vùng à thì trong tư vú cũng vậy ví dụ như bệnh nhân có hạch nách cùng bên ha, hạch trên đòn hoặc dưới đòn vùng bên thì nó là hạch vùng của bệnh nhân nhưng mà nếu mà đối bên thì nó là di căn xa và ung thư vú thường di căn xa với xương gan phổi não và hạch đối bên do đó thì thường người ta sẽ có những giai đoạn tiến triển người ta phải làm có làm xạ hình xương ha có có di căn xương hay không rồi chị nói với thêm ví dụ như mình học được một cái bài mình biết à cái ung thư này nè mà học các phương pháp điều trị rồi đúng không rồi mình học cái bệnh pháp điều trị rồi mình thấy là bệnh ung thư vú này nó vừa diễn tiến tại chỗ và tại vùng mà có di căn xa như vậy á dãy cân sai như vậy á, thì mình chưa có học đọc phương điều trị thì mình sẽ suy luận cái phương pháp điều trị của mình sẽ là cái gì tại chỗ tại dùng vai gì toàn thân à có những bệnh lý nó di căn xa mà nó ít di căn xa nhưng mà không có thứ vú là bệnh nó dễ di căn xa do đó cái khuynh hướng của mình sẽ điều trị gì tại chỗ tại vùng kèm với lại điều trị toàn thân do đó có vai trò của cái hóa trị chỉ, chỉ dừng khi bạn lý luận được về bạn học được cái diễn tiến tự nhiên bạn có thể suy luận được một cái số bệnh ví dụ như bạn học về ung thư đầu cổ thì khôi đi Đúng không? Bạn học xong bệnh nói đa phần diễn tiến là tại chỗ tại vùng thì điều trị chính của nó vẫn là phẫu thuật và hóa xạ trị tại chỗ tại vùng. Cái xạ trị mình học phương pháp điều trị nó giống như là phẫu thuật gì đó. Nó chỉ tác dụng được khu trú tại chỗ thôi chứ không phải là tác động toàn thân nha. Rồi, học diễn tiến tự nhiên, khuynh hướng diễn tiến tại chỗ từ vùng dễ di căn hạch. À, do đó, điều trị tư vú, điều trị tại chỗ không đủ chưa? Chưa đủ, phải người ta phải điều trị tại chỗ và coi có có nạo hạch vùng hay không. ha à, hạch vùng và hạch nách ha. Rồi. Rồi, rồi bây giờ vậy này tôi đem những tình huống lâm sàng của ung thư vú. Người ta có thể khám cho các bạn khoảng một phút các bạn nhìn vô bạn thấy cái, cái chữ gì đặt có uh, rõ ràng trong uh, cái này nó có những dấu hiệu bất động báo động của ung thư không? có ha, ví dụ như gì? Ờ à, chảy dịch bất thường ha, rồi gì nữa? Vú vú hả? Vú vú ha. Rồi có một cái vú bất thường ha. Thì ở đây là những tiếp hiệu báo động ung thư. Tuy nhiên có những tình huống lâm sàng nó cũng không gọi là tình huống mà thường gặp nhất là người ta sẽ thám than với bạn là người ta có khối ở vú bất thường. À hoặc là cái nấm vú người ta tuột vào trong. Ờ à, tuột vào trong mới đây thôi nha. À. Thì có những người phụ nữ bản thân nấm vú họ đã tụt vào trong sẵn rồi thì phải hỏi họ là hồi xưa tới giờ vậy hôn mà khi bạn khám bệnh á bạn uh, bạn nắm ra đó thì nó sẽ ra bình thường còn có những người tụt vào trong lý do tại sao tụt vào trong cũng mời bú xâm lấn coi kéo vậy đó rất là dễ những trường huống nó ở dưới đây chắc chắn phải có cái cục gì đó à rồi giải quyết xong việc này tiết dịch bất thường ha rồi có thể là do vấn đề hồi nãy chị nói bạn bú nhú hoặc là ung thư trong móng tiếng vú á theo cái đường dẫn sữa đó thì nó sẽ tiết dịch bất thường ha rồi có vú ở vú hoặc có khối ở nách mình thấy đa phần là có kèm từ cái khối ở vú và có khối ở nách luôn tuy nhiên có một số tình huống đặc biệt có có nghĩa là bệnh nhân chỉ, chỉ cần hạch nách thôi và không có khối ở vú tình huống rất là ít rất là hiếm ha rồi người ta có thể xưng người ta hang bạn xưng một phần nấm vú sưng một phần vú trong tình thạc ví dụ như là ung thư vú dạng viêm á nó đỏ nó sưng tấy hết cái nó đỏ cái vú hết nhưng mà nó không phải là dạng sưng nóng đỏ đau như là cái áp xe vú nha rồi à, người ta thấy hai cái vú người ta không cân đều ha rồi người ta có thể tăng kích thước hoặc thay đổi hình dạng của cái vú có thể thôi hoặc là người ta thấy tự nhiên cái vùng da vú đó lõm vô lại bị gì co kéo ha rồi hoặc đau bất kỳ vị trí nào của vú thật sự ra cái đau này á thì nó sẽ dễ gặp cái tình huống gì nữa thì, à, mình chưa em sàn ha mình sẽ đi coi lại cái đau vú thì thường thì chị nói bạn rồi ung thư ít khi nào nó đau lắm thường nó đau là lúc đó bạn đụng tay rồi bạn thấy cục đó rồi chứ không ít ít nhỏ nhỏ mà người ta đau lắm trừ khi người ta coi chừng người ta có kèm theo gì thay đổi sợ bọc à, thay đổi sợ bọc thì khi mà người vú người ta sẽ người ta sẽ thang đau liên quan đến kỳ kinh của người ta dẫn gần những ngày hành kinh bởi ảnh hưởng của nội tiết người ta sẽ đau vú nhiều hơn ha rồi hoặc là mình ta sẽ thấy đỏ da bông chóc thì tình huống này cũng cũng sẽ ít gặp thôi thường rất là từ ta nêu cái này ra vậy ta rất là sợ nhầm lẫn với tình trạng là ung thư vú dạng viêm ha rồi tình huống mình mình mong muốn nhất là gì có nghĩa là mình phát hiện sớm qua thăm khám sức khỏe định kỳ tình cờ ta siêu âm được hoặc là nhũ ảnh ta phát hiện ra và cái tình huống thường gặp đó, là bệnh nhân hay thang mình có một cái cục ở vú ha hoặc là người ta tiết dịch một nóng vú thừa một uh, dịch đấm vú là triệu chứng thường gặp trễ hơn á, thì là lúc đó bạn thấy khó rất nhiều rồi ha nó có co rút đỡ da sùi lét ra có những trường hợp nó lét ra da luôn ha và bạn biết không nếu mà hồi xưa cách bây giờ thì đỡ chứ hồi xưa nó lét ra da và có trường hợp là có dòi luôn á ha có dòi cho nó luôn và những trường hợp đó người ta mổ nhưng mà không phải mang tính chất mà gọi là giống như triệt để nữa mà còn gọi là làm sạch nói cho bệnh nhân nha rồi hoặc người ta có sẽ có nấm vú nó tuột vô ha người ta có thể xuất hiện hạch nách hoặc trên đòn dưới đòn như hồi nãy và người ta có thể bị phù tay ha hạch bạch huyết ở đâu thì nó tắt mạch chỗ đó người ta có thể bị phù tay nha tắt mạch bạch huyết á rồi giai đoạn lan tràn thì mình thấy những những có cái triệu hiện của những cái triệu chứng như gan xa ví dụ như khó thở như gan phổi nè hoặc là đau xương như gan xương nè trứng bụng như gan gan hoặc là đau đầu buồn nôn hoặc là yếu liệt chi trong trường hợp mà có di căn não có những bệnh nhân ung thư di căn não mà bạn sẽ thấy rằng nó không phải là giống như triệu chứng mình nghĩ ung thư nạ à, nếu mà một cái bú ở não đi thì theo bạn có triệu chứng gì nó dễ hơn đi ngoài thần kinh chưa chưa thì bạn sẽ đi ha có khó nó chèn ép vô thì nó sẽ dễ đúng gì tăng áp lực nội sọ sát sợ thì bệnh nhân sẽ có những triệu chứng của tăng tuần nội sọ ví dụ như đau đầu buồn nôn nôn ói kiểu vậy tuy nhiên có những tình huống nó rất là tinh tế có nghĩa là bệnh nhân không hề có triệu chứng đau đầu nhé chỉ là bệnh nhân trả lời nó không đúng thời gian và không gian thôi ha thì trường hợp đó mình mà sau khi đã loại trừ những xét nghiệm về uh, nội với loạn về điện giải đồ một số bệnh lý gì đó thì cuối cùng mình làm ra não ct não thì ra cái gì căng não nha chứ không phải lúc nào đau đầu buồn nôn mới là gì căn não ha có những trường hợp căng não nó không có biểu hiện giống như vậy rồi thì khi mình khám lâm sàng á thì mình đầu tiên mình phải cái này mình học để lúc mà mình đi lâm sàng mình áp dụng vô luôn bạn phải mô tả được cái mật độ của khối u của mình và đánh giá là nó có di động so với mô vú lân cận hay không tại vì khi mình đi lâm sàng xong mình học là tiếp cận bệnh nhân có khối ở vú thì nó sẽ có một cái một cái tình huống đó là bú sợ tuyến thường gặp ở nữ trẻ thì nó sẽ gì rất di động so với môi môi tuyến vú À, còn khi ung thư của mình thì nó sẽ không có di động so với mô tuyến vú à, thì đó người đó người ta mới đánh giá là thường những cái ung thư thì mật độ nó sẽ sượng cứng giống như là bạn sẽ sờ ra bạn thấy liền à nói chung nó không mềm nó không chắc thì đa phần nó là sượng vậy cho bạn dễ hình dung chứ hồi xưa mình mới nói bạn là sượng nữa bạn sờ giống như là à, mật độ cảm thấy mật độ xương thông qua lớp cơ của bạn mà ấn vô cái xương cổ tay của bạn trên đây này bạn sẽ cảm thấy sượng sượng á thật sự nó cũng không hẳn cái mật độ sượng là như vậy chỉ cần thấy chắc như là sụn ở mũi mình là chắc à, mềm hẳn là như như mơ cơ mình là mềm còn lại cái mật độ bạn thấy cực kỳ á là có là sụn vậy cho nó bạn, nó bạn dễ hình dung ha rồi thì nếu bạn sờ một cái khối vú mà nó mềm đi thì coi chừng nó là nang vú à đi âm sàn mình sẽ thấy thật sự ra nhưng mà thật sự là đi âm sàn mình chỉ sờ được những khối ung thư thôi thì cái nhiệm vụ của các bạn đi âm sàn á không phải là mình chuẩn đoán được tất cả những cái bệnh lý lành tính ác tính ung thư vú mà nhiệm vụ là mình phát hiện được có khối ở vú hay không như vậy đã thành công rồi thì cách mà mình khám như thế nào đó hồi chị sẽ nói với bạn nha rồi một số trường hợp nó sẽ có mà nhớ ha thường là không đau chị vẫn nói với bạn rồi ha mình bỏ bệnh nhân cứ mình sẽ nhớ mình bỏ dần cái suy nghĩ mình là ung thư là gây đau gây đau có nhưng mà thường như giai đoạn tiến triển giai đoạn trễ hơn nó sẽ không đau ha bệnh nhân mình thì đau họ mới đi khám và đa phần những ca đến bệnh viện khám than đau là thay đổi sợ bọc tiếng vú nãy chị nói bạn á là bị ảnh hưởng bởi nội tiết bị ảnh hưởng bởi nội tiết liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt nha rồi và mình lúc mình khám bệnh thì mình phải ghi nhận được vị trí số lượng cái thư bú và đánh giá nó có di động so với hành ngực hay không có nghĩa là khi một khối ở vú nè mình đánh giá là nó có di động so với lại mô vú hay không là một thứ hai nó có di động so với thành ngực hay không và thứ ba là nó có di so với lại da trên bú như thế nào và xét được ba yếu tố đó để mình biết coi cái vú này nó có xâm lấn hay không ha cái yếu tố mà nó di động kém dính thành ngực và dính đầu da là cái giai đoạn nó bú nó tiến triển chính còn nếu mà bú mà nó không di động so với mô vú xung quanh thì mình biết à cái này có chừng là, là ác tính rồi đánh giá hạch ha Hạch di căn thì thường là hơn 1cm à, Và nó có thể dính chùm vào nhau Thường nó không đau mà sẽ khám hạch nách ở trên đòn Khám hạch nách Biết khám nách chưa? Biết khám nách chưa? Đi lâm sàng nhớ học khám mạch nách mới thọt vô, thọt thọt vô được đâu nha. Các bạn vô khám nách vô cứ xong, cứ sau này đi làm, cứ 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 thọt vô rồi nè. Thứ nhất, nguyên tắc khám hạch này sao? buổi khám cổ, chị nói bạn rồi, cổ một bên nó phải trùng xuống bạn à, mới dễ khám chứ nó căng thì sao khám được có nghĩa là bạn khám mạch nách làm sao cái nách người ta phải hơi trùng xuống tay dơ thì sao khám được phải dơ trùng xuống ha à, dơ làm sao rồi bạn uh, làm biểu diễn thử đi được không hay là để lâm sàng khám ờ à, lâm sàng khám ha rồi thì cứ mà coi bạn vô bạn thấy các bạn mà khám sai vậy biết nắm tay chân nó ngược ngào là biết khám sai liền ha mỗi nào nguyên tắc cũng nào khám gì cái cơ quan mình muốn khám thì nó đừng nó đừng có căng quá nha rồi khám m thì đơn giản thôi ha thì người ta có khó thở có thể yếu liệt chi yếu liệt chi này là do cái gì yếu liệt chi này không phải là do di căn não ha mà là do di căn xương di căn xương nó chèn ép tủy và nó yếu liệt chi và khi nó yếu, nó liệt là liệt cả hai chi nó khác với lại tai biến mạch máu não thế ông não liệt nửa người còn cái này nó liệt cả hai chi luôn ha giống như họ bạn học cái hội chứng á khi mà bạn đi nội thần kinh á viêm tủy viêm đa tủy cắt ngang á, viêm tủy cắt ngang á, thì những cái phần dưới nó sẽ bị liệt à rồi tiêu tiểu không tự chủ liên quan đó luôn à khi mình học mình đọc một cái dòng này xong là mình phải suy nghĩ là tại sao nó như vậy nha rồi rồi nhìn nó thấy có bú nằm đâu không đâu đây phải bên đây không bên đây đúng không đây nó nằm đây ha mình thấy vùng da nó là sao nó căng được, mà dưới này thấy sao dưới này nè nó bị lõm vô nó bị rụt rút vô ha, à, co rút vô da nè ha da nó víu chỗ này và mình biết xâm nhiễm da sao mình sẽ nhíu cái da chỗ đó bạn nhíu vô nó bình thường nó sẽ bị trùng lại mình thử ra mình đi chỗ này nè mình trùng lại nè còn khi mà chỗ đó mà nó có bị xâm lấn là bạn không thể nào nhíu nó lại được ha rồi đây mình sẽ nhìn thấy có cái u nằm vị trí này ha và thấy nó co kéo một cái vùng trí vị trí này và thường hố bú nó sẽ nằm ở một phần tư trên ngoài là nằm ở góc này nè thường đa phần ung thư vú sẽ là một phần tư trên ngoài nha rồi ha nằm tư bên ngoài chìm đây ha rồi đây là một ung thư vú ha vú xâm lớn mà có thể là ung thư vú dạng viêm luôn á nha nó xung huyết nó đỏ hết cái toàn bộ cái vú này nè thì những trường hợp ung thư vú này tiên lượng rất là xấu nha rồi ha nãy chị nói bạn rồi tính chất của carcinoma hay là cái gì sùi lét hay nọ ha thường mà khi giai đoạn trễ là nó có thể nó sùi lét ngoài da và để đụng rất là dễ chảy máu nha giờ thì có thể là cái dân trí tốt hơn rồi tình trạng chỉ khi nào mà bệnh nhân đắp thuốc đắp lá nó nó lét cái bề mặt nó ra nó mới bị vậy thôi ha cái này rất là lâu rồi chắc giờ không có rồi không còn nữa ha tất cả xâm lớn một bên luôn ha và có thể nó sẽ bị viêm cùng bên đây có thể có luôn ha và trường hợp này thường bệnh nhân sẽ được đoạn nhũ làm sạch cho bệnh nhân và biết chăm sóc bằng cách nào không chăm sóc người ta thường người ta ví dụ như cái mùi hôi á thì để giảm một cường sang thương nó hôi luôn vô vô mỗi khoa nó có mùi đặc trưng lắm nhiều khi đi ngang qua bệnh nhân nó biết bệnh gì luôn nghe mùi là biết bệnh gì luôn ha thì những trường hợp mà bạn thấy sang thương mà sau này bạn đi kinh nghiệm mà má hôi sang thương nó hôi gì đó thì mình sẽ lấy metro nghiền nó ra và rắc lên ờ, cái viên metro á nha không phải là kháng sinh là tác dụng tại chỗ đâu ha thì cái tác dụng nó sẽ làm giảm mùi rồi về xét nghiệm máu ha đó là hình ảnh rồi bây giờ à, là buổi mình học bây giờ cái cận lâm sàng nào nó sẽ chỉ biết cho mình ha thì ở đây thì mình thường mình sẽ cái cận lâm sàng bây giờ cái bài này sẽ sắp xếp theo ví dụ mình xét nghiệm máu nhưng mà trước khi mình vô cận lâm sàng á thì mình sẽ đi vô theo cái cách mình học đi thì cận lâm sàng mình sẽ đề nghị ra cái gì đầu tiên cái xét nghiệm mình chuẩn đoán một bệnh ung thư đi thì làm sao mình biết được mình đề nghị cái cận lâm sàng gì học chuẩn đoán ung thư phải không gồm có bốn bước đúng không chúng mời chẩn đoán cơ quan mong bú rồi bây giờ thứ nhất mình đi vô chẩn đoán cơ quan mong bú của mình ha à, thì mình làm xét nghiệm gì siêu âm của mình ha à, rồi gì nữa không chụp nhũ ảnh của mình ha à, rồi là mình đủ hoặc hai cái đó ha à, khám làm sàng của mình rồi tiếp theo mình chẩn đoán cái bản chất của bú mình sẽ đề nghị xét nghiệm gì mình làm fna đúng không mình nói chứ mày mày đúng không ép mày xin tới bọn học ha à, rồi nếu mà đồ mình có làm gì nữa ừ coi báo xin mình xin thiết có nghĩa là mình liệt kê trước trong đầu của mình để khi mà bạn viết cần lâm sàng người ta hỏi là ủa xét nghiệm đó để bạn làm gì bạn đều biết cái xét nghiệm nó có giá trị như thế nào rồi tiếp theo chẩn đoán về giai đoạn đúng không mình sẽ lựa xét nghiệm gì để chẩn đoán về giai đoạn chơi city rồi rồi À, là có city ngừng à, lại bét nữa lại sang trọng nữa rồi bây giờ thứ nhất mình muốn coi cái gì? Bú đánh giá kích thước Đúng không? Thì mình làm gì bạn gì? Siêu âm Nhũ ảnh Mình muốn coi coi có co hạch nách không? Hạch kinh đòn không? Mình làm cái gì? Đúng không? Tê tê tôi thấy hạch đúng không? Siêu âm Siêu âm gì? Thường phòng mềm, thương phòng bè, bè làm gì? Chỗ nào? Cổ, thì siêu âm gì nữa? đó có nghĩa là mình sẽ biết được a à, tn tôi giải quyết xong ok rồi m tôi làm cái gì m tôi làm cái gì nó dễ với căn xương ừ có thể là mình sẽ dạy hình xương nhưng mà dạng như tiến triển nha tại vì nói dân hạch này nọ đằng sớm có thể tao không làm ha dạy căn xương tôi làm xạ hình xương đúng không rồi có thể vi căn phổi có thể ha người ta có thể bên tới điều kiện thì làm bét đánh giá toàn thân luôn thì những kia mình không cần làm nữa nhưng mà không phải ai không có điều kiện ha thì những cái cơ bản của mình ví dụ như mình có thể làm ct nước ngoài có thể làm ct ngực có phổi vấn đề gì hay không rồi xem bụng của mình có có gì căng gan gì hay không thì khi mỗi xét nghiệm của mình nó đều có ý nghĩa hết rồi mình chuẩn đoán giai đoạn rồi chuẩn đoán về uh, cơ quan bú nè chuẩn đoán về bản chất của bố nè chuẩn đoán về giai đoạn nè và cuối cùng là cái gì số 4 là cái gì số bốn sẽ là chẩn đoán gì làm gì nguyên nhân hả ung thư có nguyên nhân không Bộ mình học rồi không có nguyên nhân nào rõ ràng đâu ha à, nếu mà biết được nguyên nhân người ta đã phòng ngừa được hết tất cả phòng ngừa mình, mình nhớ đọc người đâu có nhiều chỉ vẫn hai phần ba một phần ba phòng ngừa được thôi hiểu không rồi một số bốn mới là cái gì đó là mình chẩn đoán những tìm ra được những yếu tố tiên lượng À, cái tiên lượng thì mỗi bệnh lý ung thư nó sẽ có những yếu tố tiên lượng khác nhau hay là những yếu tố để tiên lượng và những yếu tố để mình theo dõi sau này đúng không thì tiên lượng của cái này nó là có cái gì không à, thì tiên lượng của công ty vú đó mình sẽ học là nó dựa trên cái hóa mô miễn dịch của kết quả của cái đó của cái mẫu mô đó thì mình phải chờ lấy cái sinh thiết xong á mình coi cái bản chất tế bào lại gì có những biểu hiện cụ thể gì hay không lúc sau mình sẽ nói à còn mình muốn mình theo dõi nữa thì mình làm gì soi tuy nhiên ca nó không có khuyến cáo cho các việc tầm soát và chuẩn đoán và người ta thấy hay là có mặt cơ ung thư các bạn nghe mặt cơ ung thư đó. nếu sau này nha bạn đi khám tầm soát ung thư mình sẽ thấy một số nơi nha cho một list xét nghiệm về những mặt cơ này ca sẽ mà chấm chín rồi xét nghiệm nó để làm gì nếu mà nó bình thường có loại trừ ung thư không không mà nếu nó tăng thì nó làm được gì có chứ tăng lo lắng ha nó có vai trò tăng lo lắng là bệnh nhân chạy vô khám bệnh viện ha do đó thật sự là mình làm những cái đó nó không giải quyết được thì mình khi mình học xong mình phải biết rằng nhưng mà có những bệnh lý mặt cơ nó có giá trị nha ví dụ như là ung thư tuyền liệt tiếng ha ung thư gan nó có giá trị còn những cái bệnh lý khác nó không có giá trị nhiều ha mình phải biết bệnh như vậy chứ không phải nó là mặt cơ là không có giá trị hết ung thư buồng trứng nó có giá trị giúp cho bệnh nhân trong mỗi bệnh lý nó phải học có biết được chứ không phải mặt cơ nào cũng có giá trị ha nhưng mà làm hết tất cả mặt cơ như là ví dụ như ghi làm mặt cơ tiếng tiêu hóa là bạn thấy cũng hơi lạ lạ rồi ha trong khi nội soi đại tràng sao không làm mà đi đi làm những mặt cơ đó nghe bệnh nhân sợ nội soi quá là cho làm mặt cơ không có ý nghĩa gì hết ha và mình thấy rồi c 153 nó không có vai trò khuyến cáo của cái việc mà trong tầm soát ung thư vú nha có thể theo dõi sau điều trị mình gia đạn cái giá trị của nó cũng không cao có thể nó tăng lên lớp gợi ý nhưng mà nó không cao nhiều rồi mình đây đây ha rồi, hồi nãy mình kể được cái gì? Siêu âm, nhu ảnh. À và em ra thì em ra không phải tình huống nào cũng làm hết em uh, ra thì chỉ một số tình huống thôi độ nhạy và đặc hiệu nó sẽ cao hơn tại giá thành nó sẽ mắc hơn nó thường những trường hợp mà người ta không có đánh giá kỹ người ta thứ hai là người ta không thấy rõ được bản chất cái nữa là người ta muốn đánh giá trường hợp này người ta có tái tạo được hay không đó, tái tạo lại được hay không đó. thứ hai là dành cho những bệnh nhân mà nữ trẻ ví dụ như mô vú mà nó dày quá người ta không quan sát được bằng cái x-quang nhũ ảnh hiệu ảnh nha hoặc là người ta không quan sát được bằng cái siêu âm thì người ta sẽ coi được sử dụng em để người ta coi và những trường hợp nào mà bạn biết cái vụ án là tiêm silicon không và siêu tiêm silicon nó tiêm đầy vô vú thì bạn chụp những ảnh bạn sẽ không thấy gì ha à, bệnh siêu âm, bệnh nhân cũng không thấy gì những trường hợp đó bệnh nhân muốn tầm soát thì mình nên chụp em cho bệnh nhân nha rồi ha à, này cái này bạn nói bạn đã tự trả lời được rồi nè x quang siêu âm nè ct scan em nè pet nè em nếu mà nghi ngờ có gì căn não ha thì khi bạn chỉ cần biết hết bốn bước đó thì bản thân mấy bạn đã được đã liệt kê ra được cái xét nghiệm rồi không cần học bài gì nhiều hết ha khi muốn các bạn là như vậy á không cần phải ngồi ai rồi rồi xong rồi cho xét nghiệm xong hỏi cái đó ý, ý nghĩa gì có vai trò gì nhiều khi không biết khi mình đặt bút xuống mình cho xét nghiệm phải biết được nó giải quyết được vai trò gì cho mình rồi rồi cái siêu âm này là hình ảnh siêu âm ha ví dụ như cái khối ở đây người ta thấy có thể có những cái khối mà có vi vôi hóa nè ha đây cô kiếm người ta sẽ mô tả trên siêu âm rồi ví dụ như người ta dựa vào siêu âm xong người ta có thể uh, chọc kim ha làm fa cho bệnh nhân ở đây chụp em uh, chụp cái uh, nhũ ảnh ha những cái tư thế của bệnh nhân rồi thì uh, bản thân có cái nhũ ảnh này bị khuyết điểm là gì bạn thấy á, nhìn vô cái nhũ ảnh này để mà phân biệt được cái khối với lại kia thì bạn nghĩ sao cái khối thường là mô đặc đúng không cái khối nó sẽ là mô đặc mô vú của mình bệnh nhân mình nó dày của dày ha thì mô vú mà càng nhiều thì làm nó dày là mô đặc thì bạn nghĩ phát hiện cái khối nó dễ không khó trừ khi nào xung quanh đây nó là một cái nền gì cái nền mở nền đen thì mình sẽ dễ phát hiện hơn cho đó những cái trường hợp nào bên nước ngoài cái vú người ta thoái hóa mở nhiều để chụp dễ thấy hơn trong khi những cái người vùng châu á của mình á cái mô vú của mình á thì không không có mô mở nhiều à, mà mô vú thì lại nhiều cho đó mình chụp nhu ảnh lên có thể khó thấy à. rồi một lát chị sẽ nói về cái việc mà nhu ảnh à, và bạn sẽ thấy rằng bên nước ngoài sẽ hình ảnh học nhiều hơn thì uh, trên báo và đọc trên nghiên cứu thì đọc sẽ không thấy nhưng mà có một cô hồi đó cô bên nước ngoài cô nói rằng cái việc mà siêu âm mất tiền lắm Siêu âm mất tiền hơn như ảnh nhiều chụp bên mình sư âm rất là dễ tiếp cận không? mà bạn ra ngoài đường cái muốn siêu âm là có bác sĩ siêu âm sư âm liền mà nước ngoài thì không có vậy Siêu âm nó sẽ là một cái kỹ thuật viên làm siêu âm quét một lớp một lớp nè là bác sĩ siêu âm sẽ là người đọc riêng do đó một cái ca sao âm của họ rất là mất tiền do à, đó bên lúc đó thì cô nói là bên siêu âm tính nó mất tiền hơn như ảnh mà bạn biết rồi tầm soát thì làm sao chi phí lợi nhuận mà trên tổng số ca phát hiện thì nó phải làm sao nó hiệu quả tối đa chi phí nhất chứ không phải bằng làm gì cao cấp mắc tiền nhất rồi để mà đánh đổi chi phí này nọ nó không có lợi ha thì bạn biết là hãy chỉ nói bạn rồi ví dụ như bây giờ nhu ảnh có 2D bây giờ nhu ảnh người ta có thể nhu ảnh làm 3D người ta tái tạo như city gì đó người ta sẽ coi được nhiều góc hơn ha nhiều lát hơn thì có thể giúp mình phát hiện được kỹ được cái sang thương nó nhiều hơn rồi người ta coi nhu ảnh này thấy không có sang thương bú ở đây ha người ta có thể định vị dựa vào nhu ảnh thì người ta người ta đánh dấu cái bú này ở đây và để lúc mà bác sĩ người ta tiểu phẫu á người ta lấy cái cục này ra thì đây sử dụng là gọi là nhũ ảnh can thiệp định vị dưới hướng dẫn của nhũ ảnh ha rồi chụp em ra vú ha để phát hiện được có sang thương ở vú em ra sẽ thấy có thấy rõ hơn rồi rồi mình sẽ làm quen với một cái khái niệm là birat ha rồi cái này nó rất là cái virus thì trong cái nhũ ảnh hoặc là trên siêu âm á người ta sẽ coi vào bạn một cái bảng phân loại là virus dựa trên hình ảnh học của tiếng vú bạn coi bạn biết cái này ha để bệnh nhân mình uh, giải quyết thì khi mà kết quả trả lời á thì người ta cũng sẽ liệt kê một list cái virus này nè À, từ đây số xuống này đây xuống, xuống năm số xuống xuống sáu thì xong cái người ta mới dòng kết luận là nhũ ảnh là bi uh, mấy máy và người ta cũng mô tả luôn cái kiểu thoái hóa của vú mô vú dày như thế nào thoái hóa kiểu nào để mình đánh giá được rằng à, cái nhũ ảnh này nó có giá trị hay không ví dụ mô tả là mô vú dày quá mà đánh giá bi mà hoặc là không đánh giá được bi không ha? hoặc là đánh giá mô vú dày quá mà ghi không những không tổn thương thì phải biết rằng cái giá trị nó ít ý nghĩa tại vì mô vú dày quá không có thấy cái gì hết Thì khi mình con cái bảng này ha, kết quả virus sẽ trả về cho mình Thì mình đọc virus xấu trước đi, đơn giản nhất virus xấu nhất Và có nghĩa là chắc chắn là bệnh nhân đã bị ung thư rồi Tại vì đã có dân chuyến về hậu bệnh à, virus 5, ha, nguy cơ tính rất cao, cần phải sinh thiết Mình do mình nhớ đi, bắt đầu từ virus 4 trở đi á, là mình một bệnh nhân mà hỏi hoặc người quen mình hỏi là rồi, kết quả xét nghiệm virus 4 rồi thì sao từ 4 trở đi thì nên làm sinh thiết nhớ đơn giản vậy thôi à thì mỗi cái nó có nguy cơ ví dụ B4A thì là nguy cơ tính từ 2 đến 10%, 4B từ 10 đến 50% rồi 5 là trên 95%. Mình nhớ những con số đó thì thực cũng chắc mình lâu ngày mà sẽ quên thôi. Mình chỉ cần nhớ lại cái gì? B4 trở đi là mình nên xin thiết cho bệnh nhân. Biết đất 3 thì nguy cơ ung thư nó thấp lắm, nó dưới 2% do đó mình có thể lành tính. Và nếu mình cho muốn làm là hoặc là mình có thể lặp lại cái cái nghiệm hình ảnh học của mình sau 6 tháng đến 12 tháng. Còn biết đất 2 và đất 1 là mừng quá ha, đa phần lành tính và không có tổn thương thì sẽ tầm soát phải định kỳ. Cái con số mình cần nhớ làm sinh tiết là Bi từ Bi đất 4 trở đi. Rồi, nhũ ảnh cũng vậy và siêu âm cũng vậy. Và trong cái kết quả trả lời ta liệt kê rất là nhiều như vậy ha. Nhiều khi bệnh nhân chỉ vô, ủa sao tôi thấy nhiều tôi bi rách ra thấy người ta liệt kê là bi không không ý nghĩa uh, ghi họ ghi là ý nghĩa không đánh giá nào rồi xong người ta ghi ác tính cái bệnh nhân mà đâu có biết đâu thấy nguyên một lít xong mình thấy chữ ác tính cái ta sợ người ta hỏi mình thật sự là trên mỗi cái uh, xét nghiệm mới giải về người ta sẽ liệt kê hết chỉ có dòng cuối cùng kết luận thôi nha thì để bạn dễ nhớ sau này bạn nhớ ha tirat hay là birat thì cũng vậy á tirat ở uh, tiếng giáp á, thì nó hơi phức tạp hơn một tí nó phải cần có tiêu chuẩn của cái kích thước nữa ha nhưng mà bắt đầu từ tirat 4 trở đi á là bạn thấy rằng hay nghi ngờ rồi thôi đi khám chuyên khoa cho nó yên tâm vậy thôi đơn giản còn bi đất hai hay là t hai như nọ đó thì đa phần là nó sẽ lành tính nhưng mà sau đó mình phải nhớ cho chị câu chuyện gì ai làm ai làm xét nghiệm này người làm người làm thì biết tùy có người đọc đúng có người đọc sai ha tóm lại vậy vừa đọc xong em mừng quá hai không có đâu nha người làm người làm thì phải cân nhắc nha rồi ít ngực ha hình ảnh này nó có bóng bay ha là khi mà trong tình trạng mà có gì con phổi rồi bạn thấy xạ hình xương không ha coi như là di căn xương thì xạ uh, hình xương xạ hình xương với technium 299 thì những cái trường hợp nào mà nó có uh, hủy xương và tăng tạo xương á thì bắt đầu có chỗ nó tăng chuyển hóa đó thì nó sẽ bắt còn những cái trường hợp ung thư mà di căn xương mà nó chỉ có hủy xương thôi á nó không có tạo xương nó nó tăng chuyển hóa đó, thì nó sẽ không bắt có thể chụp xạ hình xương bình thường thì cái đó đi sâu hơn tóm lại chụp xạ hình xương để coi có di căn xương hay không đơn giản như bạn vậy còn có những tình huống nói di căn xương mà chụp xạ hình xương nó vẫn bình thường thì bạn phải học từng xét nghiệm của nó nha. Rồi ví dụ như có thể là viên gan ha. Rồi. Cái loại giải phẫu bệnh là cái mình cần biết ha. Giải phẫu bệnh mà thường gặp nhất của nó sẽ là carcinoma ha. Và thường gặp nhất nó sẽ là carcinoma ống tuyến vú. Những loại khác như vậy nó ăn rồi. Nó có thể có rất là nhiều cái uh, mô khác nhau ha. Nó có thể là sạc cơm, có nghĩa là có thể là lymphoma, hoặc là một cái sang thương khác từ nơi khác đi đến. Có một số trường hợp rất là hiếm, ví dụ như là uh, từ tiếng, tiếng giáp di căn cũng đến cũng có, mà hiếm lắm, rất là hiếm, rất hiếm nha. Có một, ca sàng, một bác sĩ thì nói trình bày ca đó, mà rất là hiếm. Đa phần nó có thể là sạc cơm, có thể là lymphoma. Và khi mà nói thư vú thì thường mình sẽ nói với lại cái carcinoma. Rồi Thứ hai người ta thực hiện về tế bào học FA Của tiếng du Tiếng tiếng du ha Dễ tiếp cận Và cái mô học thì người ta sẽ hãy xin tiết bú Như nãy bạn nói là co bác sĩ, si, Hoặc xin tiết mở hoặc là hút chân không ha Rồi Đây uh, những hình ảnh bạn coi cách người ta ép vô cái uh, bác sĩ người bác sĩ siêu âm người ta làm á nó chỉ nói bạn rồi siêu âm ép ra là chuyện bình thường ha tùy người làm người ta ép và lấy đi đầu kim như thế nào để người ta ra được cái mẫu có người ép nó không ra và có người ép thì nó ra và rất là quan trọng người làm có những tình huống năm sàng bệnh nhân đi là thay đổi sợ bọc thì là lành tính thôi thay đổi sọc giả dạ bú lành tính thôi cứ cho đi về ép này lên luôn ra lành tính luôn nhưng mấy tháng sau bệnh nhân thấy nó khó chịu thấy kỳ kỳ cực kỳ và bệnh nhân ép này lại lần nữa ra ung thư ha nên chị nói bạn rồi nó tùy thuộc rất nhiều ở người làm cái đó bệnh nhân phải có đi khám mình phải uh, tùy vào cái người mà sờ và cái cảm nhận tay nữa có những tình huống siêu âm á lọc lành tính này nọ đó nhưng mà khi mà bác sĩ lâm sàng nghi ngờ cho đi siêu âm lại á hội chẩn tới lui á, mới là nghi ngờ ác tính tư vú do đó lâm sàng rất là cực kỳ quan trọng nếu mà sang thương nghi ngờ thì phải khám chuyên khoa khám chuyên khoa tại vì tại vì người ta có kinh nghiệm người ta khám được nhiều ca hơn kinh nghiệm lâm sàng người ta nhiều hơn so với mình ha rồi tế bào học nó có thể lành tính như bú sợi tuyến nè à, ha viêm xe hoặc thay đổi sợi bọc còn nếu những mối nghi ngờ ví dụ như tổn thương dạng nhú hay tăng sản không điển hình là những sang thương mà nghi ngờ ác nghi ngờ á còn nếu mà ác tính là trả lời luôn cho mình là carcinoma hoặc là sạc cơm tổn thương dạng nhú nãy nói với bạn rồi tăng sản không điển hình là những sang thương mà có sau này có nguy cơ ác tính cao giống nguy cơ cao nha những nếu mà ra có những tổn thương này thì nên điều trị rồi cái này mình coi thôi ha trước đây á Uh, mấy nay một số hình ảnh ha bác sĩ vũ bác sĩ về phẫu thuật nên liệt kê cho bạn nhiều hình ảnh ví dụ như sinh thiết xem thương vú ha rạch vú ra sinh thiết mở hoặc là fa có bé oxy ha hoặc là hút chân không ha rồi tóm lại lúc nào đừng bao giờ quên nhìn chị khi mình chuẩn đoán một bệnh ung thư phải là lâm sàng hình ảnh học và giải phẫu bệnh phải có sự tương hợp giữa ba tam giác này nếu mà bạn có nghi ngờ một trong những cái đó thì bạn phải làm lại ha ba cái này chỉ có ngoài hình ảnh học thôi là hển học và siêu âm nữa cũng quan trọng của mình thì cũng là do người làm do đó nếu mình nghi ngờ mình phải làm lại nha rồi chuẩn đoán ung thư vú nó sẽ rất là khác ví dụ như là bú sợ tuyến ha ngày nãy là mình nói mình nói với bạn rồi đó khi khám vú thì tay thì sao khám sờ thì sao sờ từ trên xuống dưới đúng không ở đây không có hình một cái hình khám vú ha ờ, khi mà bạn khám vú á Đi hôm mình khám vú mình sẽ lấy một cái hình nào đây ta Sẽ lấy dụ hình này đi ha Thì cái hình nắm vú đi Thì bạn sẽ sờ sao Từ ngoài vào trong Cái hình xích sắc ha. Để mình không bỏ sót mỗi cái thương nào hết Nghe cái đường nách giữa này cũng có đó nè ha Cái hàng ngoài của nó là nách giữa Mình đây cũng có mình phải sờ từ ngoài vào trong Và khi bạn sờ á hồi nãy mình họ mình coi đánh giá di động so với mô tuyến vú thì đặc biệt có bú sự tuyến này nãy chị nói với bạn đó, nó rất là di động do đó khi bạn khám á, mà nếu mà bạn sờ nhanh của bạn cứ sờ vậy nè sờ sờ vậy nó sẽ trượt cho đó cái một tay của bạn phải giữ cái mô vú phần còn lại hiểu không vừa khám vừa chặn á thì bạn sẽ không bị bỏ sót hoặc là bạn sẽ khám mỗi phần tư mỗi phần tư. À, chứ bạn đi lên sàn mà khám thử đi bạn lừa những cái bú sữa tuyến á bạn sờ như nè nó sẽ chạy dưới tay của bạn á thì đó là bú sợ tuyến mà có thể bạn bạn nói bệnh nhân nói mình ủa cục bú này nè bạn sờ nó cũng thấy tại vì khi bạn không có dịnh mua dú lại phía dưới lại hoặc là bạn sờ ở trên mà không có dịnh mô vú thì bạn đụng cái đó nó chạy xuống dưới nó mới nó chạy từ đây đấy không phải là nó chạy từ đây mà xuống dưới đây đâu nha nó chỉ chạy một chút xíu thôi ha à, cái đó là chị mới nói bạn giữ trẻ thôi chứ không phải nó chạy giữ đâu rồi đó là cách mình khi khám vú làm sàn nó quan trọng ha rồi rồi đó là bú sợ tuyến bú dịch thể thì thường nó sẽ có nhiều thùy và nó lớn nhanh ha mình hỏi thời gian mình như nó lớn nhanh ha nó có nhiều thùy nó mềm mật độ nó có thể và mềm chắc còn thay đổi sợ bọc á, thì là thường nó sẽ là nhãn mãn Sờ à, những cái mảng mà bạn thấy sượng sượng xong bạn nghi ngờ là ung thư không phải ha những mảng nó hơi chắc chắc thôi chứ không phải là nó sượng tuy nhiên nếu mà lỡ mà sượng sượng thì bạn phải đánh dấu và nghi ngờ mà đi siêu âm người ta đọc lại gì mà nghi ngờ nếu lâm sàng vẫn thấy người sượng sượng kỳ kỳ quá hoặc là dính dính quá thì là người ta vẫn cho fa chỗ đó cho nó khá lâm sàng rất là quan trọng mà để sau biết được cái chuyện đó Phải khám càng nhiều ca gặp càng nhiều bệnh mới biết được hồi đó người ta mới gọi là kinh nghiệm lâm sàng còn mình không có mình chỉ bố mạng dụ bạn không cần biết bạn thấy à, bạn sờ những cái mô vú bạn thấy nó hơi nghi ngờ là bạn biết à, à, con cục bất thường của nó không có giống như bình thường do đó mình đi lâm sàng bạn biết làm sao không cái tâm lý của sinh viên mình á cứ hay lựa cái ca nào mà nó bất thường á nhào vô mình coi nghe khoái lắm khoái chiến lắm thật sự là sai lầm đáng lý ra mình phải dành hết thời gian mình nghe hết tất cả những ca bình thường mình khá bất lại ca bình thường thì tới một cái ngày mà mình thấy một ca bất thường tự nhiên mình sẽ nghe ra hiểu không hồi xưa là gì cũng thấy là ca nào mà nghe rất ngáy là cứ chạy vô và nghe đứng xếp hàng bệnh nhân cứ cứ khó chịu cái mấy là cũng nguyên một đám là cứ đi sớm để xếp hàng nghe được cái bệnh nhân đó cho bằng đường ha nhưng mà rốt cuộc làm gì mình sẽ không có nghe những những cái ca mà nó bình thường cho này mình cứ nghe cái tiếng mình sẽ không có ra ví dụ bạn thấy bạn có mang ống nghe theo học ung bú hay là đi chứng thương chỉnh hình hay cái gì cũng không biết cứ nghe tìm nghe phổi liên tục dễ nghe quen nghe quen ví dụ như là còn đi khám vú thì khi vú thì nó hơi khó phải hạch cổ đi cứ sờ hết thạch cổ sờ người này người kia cứ sờ hết hạch cổ sờ tuyến giáp để sau này một cái cổ bất thường cái là tay bạn sẽ cảm nhận được thì đó mới gọi là kinh nghiệm lâm sàng chứ không phải là bạn cứ đi chăm chăm mỗi cái ung thư vú hoặc là mỗi cái ung thư giáp ráng sờ cục giáp cục ung thư à, đi khám ung thư vú đi lâm sàng vú thì bạn cứ sờ và sờ cả hai bên vú luôn không phải là mình cứ chăm chăm mình sờ cục ung thư bạn ráng sờ cái mô vú còn lại nó bình thường nó như thế nào nguyên tắc khám vú khám hai bên đúng không mà nhiều khi sinh viên bạn đâu mà hỏi bệnh á các bạn có chăm bẩm sờ có một bên bạn nhớ ha mình cố gắng mình sờ luôn cái mô vú còn lại để mình cảm nhận cái mô vú bình thường nó như thế nào để sau này ví dụ như mình làm bác sĩ gia đình đi mình sờ một cái khối bất thường mình sẽ biết rồi nó có thể là bú sự tuy với dịp thể gì nói rồi ha nó sẽ bọc bú mở ha bú mở mật độ nó làm sao mềm đó mình tự suy luận luôn nó mềm hoặc là nang vú thì mật độ nó cũng như nang sữa cũng mềm à rồi bún nhú trong lòng móng thì à, à, nó cũng sẽ là thường nó cũng sẽ có nó cũng hay tiết dịch đám vú ha tiết dịch máu như chị nói các bạn á rồi nó có thể là mô thừa dạng bú thì là một cái khối mà ha mà ha hematoma ha thì cái này chỉ có mổ với phẫu bệnh ra mới biết được thôi rồi có tình trạng là viêm vú ha cái viêm vú hồi nãy mình thấy nó giống như ung thư ung thư vú gì hồi nãy chị nói ung thư vú dạng gì dạng viêm ha hai cái đó rất là lẫn lộn với nhau À nhưng mà viêm thì nó sẽ có gì? Sưng nóng đỏ đau, hay à, có thể có sốt, còn cái kia nó không có. Ha à, đỏ vùng da và nó có thể có dấu da cam. Dấu da cam không phải là cái nó màu cam mà là bạn coi có cái vỏ, cái vỏ cái vỏ da cam đó, nó sần giống như vậy á. Lý do là gì? Nó tắc mà bạch huyết. Mình liên hệ liền, học liền, hồi xưa học cái ký sinh trùng chưa? đúng rồi ở bài sinh chỉ phù chân dơi phù bạch huyết mình nhớ cái chân không cái gỗ nó to vậy nè ha nó là cũng như vậy như dấu da cam vậy nó phù bạch huyết thì những cái dấu da cam trong thư vú nó tắt mặt bạch huyết ở đó nó cũng sẽ có biểu hiện giống như vậy ha cứ nghĩ là mình học một bài này cái mình lấy hồi bài hồi xưa mình ra mình nhớ liên kết liên kết với nhau thì mình sẽ không có quên ha rồi rồi, thì khi mình chuẩn đoán thư vú ha, cái này thì chị nói là bạn thi cử có thể có nha, thì vũ thì vũ hay muốn hay cho với chị thì cũng nói mở sách ra coi được ha. Cái nào mà sách coi được thì con chị không có chủ trương nhưng mà thầy vũ mới có cho không không biết ha. Rồi, thì à, ví dụ như là bú thì là giai đoạn mà T á thì là mình sẽ thường thường là bú nhỏ hơn 2 cm T1 ha. Còn có những trường hợp mà phát hiện bú tại chỗ luôn ha, carcinoma tại chỗ, Paget vú là những cái sang thương nó lét nó có thể nằm ở trên da, trên cái vùng da quần vú của bệnh nhân. Rồi, hoặc là bú T1, T2, bú uh, trên 5cm. Hồi à, nãy mình khám nè. Mình, mình khám cái, tại sao mình nãy mình khám ví dụ mà dính da với lại cái thành ngực á. Tại sao? Có dấu hiệu cái rồi mình đánh vô T4. À, lâm sàng đánh vô T4. À, rồi đó có thể những cái nút vệ tinh trên da là tự nhiên cục bú vú đó. Rồi trên da nó những cái nút mà nó chắc 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 sườn sườn giống vậy. Bạn sau này bạn đi lâm sàng, bạn đi uh, cái khoa mà khoa nội phụ khoa phổi á bạn đi qua đó bạn kiếm mấy ông hạch cổ á hạch cổ á nha bạn sẽ thấy coi có những cái nốt nó sẽ gieo rắc trên da ha nó nhiều nó sẽ có nốt vệ tinh nó cũng sượng y chang giống vậy mà nó không phải nằm ngay cái hạch cổ mà nó nằm trên da bệnh nhân á người ta được gọi là những nốt gieo rắc ha sau này để mình khám mình biết luôn nha rồi thì cái hạch này bạn coi thêm ha vị trí hạch vùng ha rồi rồi khác với lại những bệnh lý khác cái trị ung thư vú cái phân nhóm sinh học nó cực kỳ cực kỳ quan trọng tại vì nó sẽ giúp cho bệnh nhân lựa chọn được cái phương pháp điều trị cho nó phù hợp ha và nó giúp cải thiện chống còn ở bệnh nhân nha thì tiên lượng mà tốt do đó người ta bắt buộc phải làm cái nhóm sinh học này ha iabia IA, hoặc hai khi KS, sao cây bảy bằng hóa mô miễn dịch trên cái mô sinh thiết vú đó kiểu trước đây hồi trước đây khoảng chừng 10 năm đi người ta chưa có làm hóa mô miễn dịch người ta có fma xong người ta đem bệnh nhân đi mổ nhưng những năm gần đây người ta cần phải có sinh thiết trước để người ta coi bản chất của cái mô tuyến ung thư vú này cái mô sinh học là cái gì để mà mình tiên lượng cho bệnh nhân ha thì tiên lượng tốt nhất sẽ là Luna A, b ha tiếp theo á tốt nhất là a ha tiên lượng xấu nó sẽ giảm tiên lượng tốt nó sẽ giảm dần những cái tam a mà tiên lượng nó sẽ xấu hơn ha và cái hợp hai này là tiên lượng xấu tuy nhiên tiên lượng nó xấu nhưng mà nó có những cái thuốc để mà mình điều trị đặc hiệu cho nó do đó hồi nãy chị nói bạn chuẩn đoán gồm có bốn yếu tố đúng không cứ có bằng bú bản chất có tờ bú giai đoạn và những yếu tố tiên lượng của bú thì trong tư vú người ta sẽ đưa những yếu tố này lên tiên lượng lên để người ta có quyết định cái phương pháp điều trị của sau đó là thế nào rồi điều trị thư vú ha mình biết ví dụ như mình học xong một cái bài đi mình biết được ví dụ như bệnh nhân nói mình bệnh này uống thuốc được không ví dụ ung thư vú bệnh nhân hay nói mình là bệnh nhân nói ung thư sao mình hỏi mình là uống thuốc được không hay điều trị cái gì thì mình mỗi bệnh ung thư mình sẽ biết ví dụ như chị nói bạn này lymphoma đi bạn sẽ biết à, điều trị chính của nó chắc là hóa trị á đa phần là hóa trị á tùy vào giai đoạn nha có sớm thì sớm có thể người ta cân nhắc mổ hoặc xạ nhưng mà ít thôi không có nhiều nhưng đa phần điều trị chính của nó sẽ là hóa trị đúng không đầu cổ điều trị chính là cái gì phẫu thuật ha xạ trị cũng có thể có một số tình huống ha và ung thư vú điều trị chính của nó phải là phẫu thuật và nghe bệnh nhân nó ung thư vú mà phải hỏi mổ chưa chưa mổ là bạn thấy tiên lượng nó không bằng rồi có thể người ta đang điều trị một cái gì đó trước đó để chuẩn bị vô mổ ta nói là ở à, điều trị trước đi sau đó mới mổ là ok còn ta nói điều trị mấy năm rồi mà không mổ là bạn điều trị 3 năm rồi mà không mổ hay là gì kiểu đó thì bạn biết là coi chừng giai đoạn đó là giai đoạn nó không phải là ông tư vú hoặc là giai đoạn tiếng, nó tiến sang nó căn xa rồi đó ta điều trị duy trì ha à, và người ta có thể hóa trị ha sau đó phải kết hợp hồi nãy mình thấy nó là sao nó dễ di căn xa dễ tái phát tại chỗ tại vùng dễ có di căn hạch vùng đây nọ cái đó phải có hóa chị giấy xạ chị rồi hồi nãy chị nói với bạn đó, nó có liên quan hồi nãy mình đọc yếu tố nguy cơ liên quan cái gì estrogen như đó phải nó có điều trị nội tiết à tôi xin lỗi nó từng bước từng bước và hồi nãy cái hóa mô miễn dịch nó có biểu hiện cái irpa đó là cái thụ thể của estrogen và testosterone đó ha à, đó có điều trị có liên quan đến nội tiết thì chừng nào cái vú mà nó có biểu hiện những thụ thể đó thì mới điều trị nội tiết còn nếu nó không có thì không có điều trị ha à. rồi liệu pháp nhắm chung đích liệu pháp miễn dịch bữa thầy khôi có dạy các bạn trong cái bài đó bd quanh video quanh đó nhớ không bữa chỉ còn cái slide của thầy có mà lát sau mình nói ha. thì nó hai cái này nó sẽ khác nhau nhắm chúng đích và miễn dịch nó sẽ khác nhau rồi ung thư vú đoạn nhũ là mình sẽ cắt bỏ toàn bộ mô vú có thể có thể bỏ da toàn bộ hoặc tiết kiệm da và giữ lại quần vú và nấm vú còn phẫu thuật bảo tồn là cắt bỏ một phần mô vú mô tiếng vú chữa bú đoạn nhũ và tái tạo là nó khác nhau ha có nghĩa là người ta bảo tồn người ta giữ lại cái phần mô vú của bệnh nhân còn đoạn nhũ và tái tạo có nghĩa là người ta cắt hết toàn bộ tiếng vú và người ta sẽ đem một cái cơ khác người ta tái tạo lên cho bệnh nhân để cho có nhìn hình dạng ban đầu giống như cái mô vú nếu mà bệnh nhân của bạn mà có phẫu thuật bảo tồn nhớ ha cho dù giai đoạn nào có phẫu thuật bảo tồn thì phải cân nhắc xạ trị nhớ em chị chuyện đó sau này mình đi đâu mình cứ quên gấp máy đi mà hỏi uh, mỗi dưới đâu rồi nó bảo tồn cắt có chút xíu à rồi sau đó về nhà theo dõi luôn là phải đi khám này chuyên khoa hiểu không còn đó là cắt uh, cắt hết tiếng vú luôn rồi tái tạo là hay của mình nói rồi cũng có thể là ok nha rồi tại tùy vào giai đoạn với căn hạch nữa mà người ta có chỉ định nữa nhưng mình nghe sơ sơ mình nói vú mà có cắt có chút xíu là không được ha tại vì nó sẽ có chỉ định xài chị bộ túc vô có tiếng vú nha rồi sự chữa hạch nách thì người ta sẽ lấy toàn bộ hạch nách mô mỡ ha và người ta có thể xin thiết uh, có thể người ta đánh giá là nếu mà xin thiết hạch cứng gác đó là coi coi có 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 hạch nách mà nó có di căng không ha người ta bằng cách là người ta coi cái cái mô cái cái mô bú người ta ngay cái từ cái người ta coi cái dụ dẫn lưu bạch huyết ở cái uh, mô mô bú gần đó mà có nó di căn đến cái hạch nào đầu tiên thì cái từ cái hạch đó người ta lấy ra là cái hạch, cái chặn hạch đầu tiên đó mà nếu mà người ta xin thiết là năm tính không có gì căng á thì coi như là người ta có quyết định là không cần phải học hạch nách tại vì cái này hợp nó không có gì căng ha rồi cái này những cái thuật ngữ thôi sau này nói chung là tóm lại cái này thuật ngữ mà để gọi là phẫu thuật uh, tiếng vú á Bạn sẽ thấy không người ta sẽ cắt hết tiếng vú ha móc một bên vú à thì nhìn vô cái này thì người ta có thể là mấy bà phụ nữ mà lớn tuổi người ta sợ á thì người ta quyết định là làm vậy luôn ha rồi đây sẽ tính lính gác ha người ta tiêm chất uh, chỉ thị màu hoặc đồng vị phấn xạ quanh cái khu bú nè ha sau đó người ta coi có cục có, có chặn hạt nào mà nó lên đầu tiên bắt màu đầu tiên sinh thiết cục hạt này để coi nó có di căn hay không để ta quyết định được có nào hạch nách hay không rồi tái tạo vú có nghĩa là sao mình cắt hết đoạn nhũ hết rồi bây giờ để thì kỳ để thì nó không có được về thẩm mỹ thì giờ người ta sẽ tái tạo có thể người ta tái tạo ngay lúc mổ luôn thì dù mổ đạn nhũ xong là một cái ekip tiếp theo là người ta tái tạo cái mô vú lại luôn cho bệnh nhân hoặc là tại trì hoãn sau vài tháng nhưng mà thường ta sẽ làm luôn thì nó sẽ có hình nó sẽ ok hơn cái về mặt thẩm mỹ nó sẽ tốt hơn rồi thì người ta có thể dùng vạt hoặc là dùng túi độn hoa túi độn silicone đó nha đây ha người ta dùng vạt cơ ngực lớn bạn thấy hình dung không ta đưa cái vớt cơ này nè thấy không nè đó đưa cơ cái tịch chuyển vị vô đây ha rất hay Ha, nếu mà sau này bạn đi về những cái ngành nông bố mà bạn muốn về thật sự nếu bạn học ung thư mà bạn đam mê phẫu thuật á rất hay tại phẫu thuật tái tạo của bạn nó vừa có ý nghĩa với bệnh nhân nữa, nâng chất lượng sống và mặt thẩm mỹ của bệnh nhân. bạn học cái bài tái tạo toàn bộ lưỡi chưa? bạn thấy không bệnh nhân uh, có thể nói chuyện được rất khó. Ha. thật sự bạn nghĩ cái cái lưỡi mà mình hình dung đi cái lưỡi mình cắt hết đi, là nó cắt luôn cái đấy lưỡi thì mình tưởng tượng một ngày nào đó đấy lưỡi bây giờ mình nhìn dung mình nè, à, cái lưỡi mình làm gì nó dính lại đi thì làm sao mình nói chuyện được? ăn cũng có, nó cũng khó nhưng vẫn đảm bảo được chức năng đó có nghĩa là nó vừa bắt mặt thẩm mỹ và có vừa chức năng cho bệnh nhân thì nó rất đem lại cái giá trị có ý nghĩa cho bệnh nhân. Thí dụ như bạn làm đi ha sau đó người ta tái tạo vô người ta cũng sẽ nhìn giống như bình thường. Ha. Rồi người ta có thể người ta sẽ làm sau đó người ta sẽ làm tái tạo cái nấm vú cho bệnh nhân nữa tái tạo bằng da sau đó người ta phun phun lên thì sẽ nhìn giống như vậy nha. Ha. Mình sẽ nhìn vô ha. Nhìn hai cái này đâu thấy cũng đều nhau, đúng không? Mà cái này thì bác, cái người lấy vạc sẽ cho nó phù hợp ha, để không có bên to bên nhỏ Hiểu không? Nghĩa là cái tức bệnh nhân như sao ta lấy cho nó phù hợp à, Thì cái này nó sẽ rất là phụ thuộc vào cái thủ thuật viên Thì bạn nhìn hai bên nó cũng sẽ rất là cân đối Nha Rồi Còn cái này ta làm bằng túi độn ha? Ta tái tạo làm bằng túi độn Rồi nhiều khi ta tái tạo xong á thì một bên mà nó to quá thì sao người ta lấy bên còn lại ta tái tạo cái bên còn lại người ta lấy bớt ra ha ta nói nhỏ là do bên nó đều rồi tiếp theo chị nói với bạn về liệu pháp nội tiết ha à, mạnh phẫu thuật là quan trọng nhất rồi phẫu thuật xong rồi cái việc mà phẫu thuật mà nó phẫu thuật mà nó phải có một phần á ha nhớ giùm ha cái uh, phẫu thuật bảo tồn ha lấy một phần thì cân nhắc cái chuyện mà sợ chị sau đó Ha, những cái điều mình cần nhớ lưu ý rồi tiếp theo á cái phần mà điều trị mà liệu pháp nội tiết á rồi thì á nó thường sử dụng trường hợp mà bố nãy chị nói bạn khi làm hóa môn miễn dịch nó sẽ coi có học môn dương tính hay không để người ta coi cho uống thuốc ha và người ta có thể tắt chức năng bằng chứng bằng gì à, Cắt các bằng thuốc hoặc là bằng phẫu thuật cắt buồn trứng hoặc là xại buồn trứng để cho mất chức năng buồng trứng rồi nếu vậy bây giờ giờ suy nghĩ Vậy một bà mãn kinh rồi có cần điều trị nội tiết nữa hay không không. Rồi, đúng là mọi người bắt đầu là không hết. Lý do tại sao? Mình quên mất cái vấn đề hồi xưa sinh lý mình học. Estrogen nó vẫn còn. Ha, à, tại sao? Đây. Bạn biết mô mỡ của bạn không nó sản xuất ra nữa mà. Ha, nó còn mô mỡ của bạn nữa, nó có nguồn gì nữa từ androgen nữa. Và chính androgen nó có thể bắt đầu nó sẽ chuyển hóa lên ha. Nó sẽ tạo thành thành những cái án những cái nó sẽ chuyển hóa ở ngoại vi. Nè cái bình thường là mình biết rồi ha từ tiếng yên người ta sẽ tạo đến với thích cho buồng trứng của mình do đó mình có thể cắt ra buồng trứng bằng cách cắt trên cái phần mà sử dụng những cái học môn trên đây cắt cái đường những chuyện từ tiếng yên ha hoặc là nãy mình coi người ta cắt buồng trứng hoặc ta xài buồng trứng như mất chức năng luôn ha tuy nhiên mình nói vậy thì nó vẫn còn có những chức năng ở ngoài ví dụ như là sau khi mãn kinh nè nó vẫn có vấn đề tuyến thượng thận nó tét ra những cái androgen ha và những estrogen này nó sẽ chuyển đổi thành những estrogen ở ngoại vi đó hồi xưa mình học một câu có gì trong người nam đều có nội tiết nữ và trong người nữ đều có nội tiết nam nhớ không nhớ tại sao mấy người đàn ông bị sơ gan mà bị lòng bàn tay son không tại vì sao bị nữ hóa tiếng vú không bị sơ gan không họ không thể chuyển hóa được estrogen ở gan nhớ không có nhớ cơ chế đó không phải là quên mất tiêu rồi đó mình học cái bài này xong mình liên kết à tại sao mấy ông nam ông vẫn có vòng tay son với lại cái cái kiểu mà đầu vòng tay son rồi ông nữ hóa tiếng Vú đúng không? bây giờ mình coi là cái bài đó đi mình sẽ nhớ là mà, tại vì gan người ta có estrogen nhưng mà nó không có chuyển hóa được cho đó bắt đầu nó sẽ hơi có biểu tính ở như là nữ giới kiểu vậy đó ha à, thì ở đây cũng vậy thì liệu pháp nội tiết sau khi mình đã cắt được cái nội tiết từ, từ buồng trứng rồi thì mình vẫn còn một phần ở dưới tiếng yên à, từ cái tuyến thượng thận của mình nó sẽ chuyển hóa những cái androgen thành những cái từ androgen nó sẽ chuyển hóa bệnh viên để thành estrogen và nó tác động lên cái mô bố mình ở đó nha do đó thì mình có thể vẫn phải sử dụng thuốc cái liệu pháp nội tiết dành cho những hợp mà đã có mãn kinh rồi nha thì á bây giờ mình sẽ sử dụng nguồn như thế nào thì nó sẽ có hai cái ví dụ như bạn biết ai à, chính androgen này nó sẽ chuyển hóa ngoại vi thì để mà tạo nên cái estrogen như nó mình sẽ sử dụng những cái thuốc mà nó ức chế cái việc mà chuyển hóa bệnh vi thì người ta sẽ là do cái men mà uh, aromasta thì mình sẽ sử dụng cái thuốc mà kháng aromasta thì những hộp này dành cho trường hợp nào mãn kinh à, còn nếu mình muốn tác động ngay cái thủ thể cái mà thủ thể của tóc của estrogen luôn thì mình sử dụng cái thuốc mà tamoxifen nhóm Tamoxifen bởi vì nói bạn không để phòng ngừa dự phòng tư vú ở nhóm nguy cơ cao trong cái bài dự phòng vừa có kể chị nghe đó ha. rồi tiếp theo là điều trị hóa trị hỗ trợ À, hóa trị nó sẽ chia là hóa trị trước và hóa trị sau nha. thì á, phải chỉ định một số trường hợp trước mổ được gọi là tân hỗ trợ để mình giúp thu nhỏ cái thước bú và mình tăng cái khả năng mà bảo tồn được cái phẫu thuật đảm bảo được rìa dịch cách an toàn hơn thì để tăng cái thống còn của bệnh nhân sau này tuy nhiên hóa trị nó sẽ gây ra một cái gì cũng chung hết nó sẽ gây ra những tác dụng phụ như là rụng tóc và buồn nôn do đó cái việc mà hóa trị mà bạn nhớ không quyết định trước mổ nè tân hỗ trợ nè thì cái trường hợp này nó phải có hóa mô miễn dịch trước đó cho đó thường tôi chú huynh hướng bây giờ là phải xin thiết bằng loại kim để co biopsy co bản chất nó lại gì để người ta biết lựa chọn cái thuốc hóa trị cho nó phù hợp ha rồi xạ trị bổ túc ha nhớ ha sau phẫu thuật chị nhắc đi lại nhiều lần ha bạn thấy mặc dù giai đoạn sớm đi in situ đi ha người ta phẫu thuật tiếng vú rồi nhưng mà thuật cổ tồn thì cần phải có chuyện mà xạ trị sau đó dù giai đoạn sớm nha nếu mà là phẫu thuật bổ tồn còn phẫu thuật phẫu thuật mà đạn nhũ độ hợp đó, thì mình sẽ giảm tùy vào chỉ định có thể xạ trị vào vùng ngực và vùng nách để giảm nguy cơ thì bạn biết rồi xạ này xạ vô nào nách đủ chưa chưa vùng dưới đòn và gì trên đạo hồi nãy mình biết gì hạch nó có thể di căn chỗ đó à hồi nãy mình học những tiếng tự nhiên rồi cái mình suy luận ra nhưng mà xạ trị vô đây nó bị cái gì có thể bị suy tim suy tim khi nào tại bên đâu bên trái ha ngực bên trái nha có thể bị sơ phổi hoặc là có thể là bị thay đổi cái túi độn á nha rồi rồi hồi nãy mình học cái liệu pháp nhóm chúng đích á là cái gì thì á, trên biểu hiện cái tế bào của mình nó hãy nãy hỏi hả mình coi trong cái biểu mô trong cái cái hình này nãy mình coi là làm cái hóc môn miễn dịch đó gồm có ia nè bia nè rồi làm hợp chu nè đúng không hợp chu á, thì là cái gọi là hợp chu thì nó có biểu hiện yếu tố tăng trưởng biểu mô của mình nó gồm có bốn cái lận bốn hữu thể lận bình thường trên tế bào mình nó vẫn có tuy nhiên tôi vú nó bị gì khuếch đại à nó bị nhiều lên nè tế bào bình thường của mình nè ha nó vẫn có bình thường nó vẫn có bình thường nhưng mà ung thư vú thì hoặc là ông thư của mình dạ, một thư vú mình nó nó sẽ nhiều lên mà khi nó nhiều lên thì sao nó làm dẫn truyền tín hiệu tế bào mình nó nhiều lên làm cho bú tăng sinh lên thì bây giờ mình sẽ xét nghiệm trên cái nó ha à, cái đó không phải là có cũng phải là hoặc chu dương tính là được à nó phải dương tính nhiều à dương tính ba cộng hoặc là người ta đánh giá yếu người ta phải làm fix để khẳng định cái số lượng đó là bao nhiêu à thì đúng như chuẩn chẩn đoán nghe không chứ không phải là có một cái dương tính là ai cũng tại vì bình thường tế bào nó đã có rồi à, thì khi mà biểu hiện biểu hiện nhiều cái hạt hai này thì mình sẽ sử dụng thuốc sao để cho mà nó khóa cái thụ thể này lại ha à, nó khóa thụ thể này lại nó không có dẫn truyền được trong tế bào thì đó chính là cái cơ chế tác dụng của thuốc nhắm trúng đích đích là sao đích hợp chu này nè thì đó vừa gọi là thuốc nhắm trúng đích à đó mình sẽ sử dụng cái thuốc mà chất ha rồi à, ờ, ở đây người ta sẽ kết hợp những cái thuốc khác tác dụng trên cái thụ thể nội tiết ha cái này đó nó sâu với bạn lắm thôi chị sẽ lướt qua chị biết về cái nội thì từ cái này nó đi sâu về trong cái việc mà ung bố là lựa chọn bạn biết là nhắm trúng đích ha nghe đó đơn thuần là hạt chu là sử dụng thuốc chetuzumab kiểu vậy rồi rồi uh, cái này cũng là chetuzumab luôn ha nó nhắm trúng đích rồi liệu pháp miễn dịch hồi nãy mình đi tới rồi cái liệu pháp miễn dịch thì mình nhớ là bữa mình học cái này rồi phải không chắc chắn luôn ấy slide hay khôi có mà rồi thì mình nhìn vô tại sao bình thường nãy chị nói với bạn rồi buổi mình học đó bà mình thấy là không phải ai bị hút thuốc lá hay ai bị cái gì cũng bị ung thư có người bị có người không tại cơ đề cơ địa của mỗi người khi tế bào nó sai sót ha à, nó biểu hiện tế bào của mình mà nó bay đen nó biểu hiện kỳ thì nó bắt đầu kháng nó biểu hiện những kháng nguyên lạ thì cơ thể mình nhận biết là à cái thằng này lạ rồi thì tế bào của mình nó tê này nọ nó sẽ đến tấn công liền nó tiêu diệt liền Hồi đó mình học cơ chế mà miễn dịch biết không kiểu nói vậy hiểu không nhưng mà bây giờ thì sao thường á nó phải bắt đầu cái uh, nó có một cái nhưng mà nó sẽ có những cái thụ thể ha receptor của đa kháng nguyên biểu hiện ra lạ thì cái tế bào t mình nè ha nó bắt đầu có receptor đó bắt vô tuy nhiên á cái này á ha nó biểu hiện cái pd quanh nhiều quá pd quanh là sao vì ở trên tế bào 4 nó có biểu hiện pd quanh và trên tế bào t mình nó có biểu hiện cái pd l quanh đây là BD1 ha, BD1. Rồi, bây giờ hai cái thằng này nó khớp vô nè, thì cái thằng này nó sẽ không làm được hoạt động thực bào của nó. Nó tha cho thằng bú này. Tha cho các thằng bào bú này. Thì bây giờ liệu pháp miễn dịch á là mình sẽ sử dụng cái thuốc làm sao mình để cho hai thằng này đừng gặp nhau. À, thì cái thằng này không gặp nhau bắt đầu thì cái này nó bắt đầu tế bào t này nè ha tế bào t mình nè thì nó bắt đầu nó mới hiểu được tín hiệu để mới tiêu diệt tế bào bú thì người ta sẽ sản xuất là hai cái loại thuốc một là loại thuốc người ta ức chế kết nối hằng bd 1 này thì hàng bd 1 này đâu có chỗ mà kết nối được đâu hồi xưa mình học cái cơ chế kháng nguyên kháng thể chưa kiểu kiểu nó như vậy ha hoặc là mình sẽ sử dụng cái thuốc bd 1 này gắn vô trong tế bào liều vô t luôn ha thì lúc đó cái uh, tế bào bú của mình ở đây nè Ha, thì là nó sẽ không có thể nào xin lỗi bạn cái video quanh này nó có nằm ở trong cái cái video quanh này nè ha thì nó nằm ở trong cái uh, tế bào bú ha. thì bây giờ á, mình sẽ sử dụng cái thụ thể video quanh này nằm trên tế bào bú nha rồi thì khi mình sử dụng cái thụ thể kháng thể cái tử hấp miễn dịch đó, thì khi nó sẽ kết hợp với lại cái video quanh trên tế bào bú thì làm cho tế bào bú nó sẽ hai cơ thể này không gặp nhau thì đó tế bào lympho-T mình bắt đầu nó sẽ thực bào được cái là bố của mình vì đó mình nhìn vô thì rõ ràng nếu mà điều trị miễn dịch á thì mình đọc cho hình này mình sẽ suy nghĩ cái chuyện gì điều về miễn dịch thì có thể nó sẽ bị ảnh hưởng với dịch toàn thân nó thể nó gây tình trạng là viêm giáp thì nó cũng học cái cơ chế đó mà thì người ta nghĩ là người ta nghĩ là nó có thể là gây viêm phổi nè hoặc là tổn thương đến đến tụy nó gây viêm tụy rồi nó sẽ gây tình trạng là đái hố đường nè rồi nó gây tình trạng là tiếng giáp này nó suy giáp nè là lý do tại sao tại vì bạn biết sẽ nó liên quan tới bào T miễn dịch mà cho đó người ta sẽ ra làm có hai cái dòng thuốc ha thì theo bạn cái dòng thuốc nào mà nó ít tác dụng phụ hơn nhìn hình này suy nghĩ thử coi đúng rồi video one ha nó sẽ ít tác dụng phụ hơn tại vì sao video one nó tác dụng chỉ tới bào bú thôi nếu mà bạn ức chế hàng video one là bạn đang tác động lên tế bào lympho t nó tàn thân mình luôn À, Hãy nhìn hình này cho mình sự suy luận. ha à, nó có thể bd quanh nó, bd quanh nó thể biểu hiện ở nhiều nơi nhưng mà biểu hiện nhiều tới đầu bố thì bố nó sẽ bị ảnh hưởng còn khi mình sử dụng cái bd quanh nó tác động thì đa phần nó sẽ nó sẽ gần như tất cả các lĩnh vô mình nó sẽ tác động vô cái tác dụng phụ nó thể nhiều thì có nghĩa là khi mình học xong mình suy luận tuy nhiên mình nói là mặt lý thuyết suy luận của mình như vậy nhưng mà thực tế về làm sàn cái thú nó thể chiết xuất như thế nào là tác dụng phụ nghiên cứu thực tế về làm sàn nó như thế nào nữa thì tùy vào mỗi nghiên cứu phải đọc cái nghiên cứu đó nữa ha à cái này nó làm gì cái gì mình đọc một vấn đề đó thì mình chịu khó mình sẽ suy luận ha rồi thì điều trị với đơn giản nó từ ai sao bộ chị bộ chị nói bạn nói với chị là điều trị ung thư vú điều trị cái kia nhiêu trăm triệu đúng không đúng không điều trị mổ buộc như bạn nói không thư điều trị bắt tiền trăm triệu ha nếu mà sử dụng jetsumab ha hai trăm triệu nha là sử dụng cái thuốc mà nó rẻ rẻ kiểu có bảo hiểm gì trả rồi đó nha còn nếu mà sử dụng bộ đôi á ha vô luôn thì khoảng 800 triệu tới 1 tỷ. À vậy bạn nghe bệnh nhân mà ông tư vấn mà trả, trả trả số tiền 8 triệu 1 tỷ là bạn hiểu rồi, chắc là có sử dụng thuốc nhắm trúng đích. Ha. Rồi còn cái video uh, 1 thì nhiêu? Ha. Video 1 thì uh, khoảng uh, 100 triệu một chu kỳ 3 tuần. Có thể mua một tặng một thì Thành đó là mua hai tặng một gì đó Kiểu tính ra thì một năm thì cũng phải 800 triệu à, Nên mình nói thầy mổ cực khổ chứ khoảng chừng trăm triệu thôi à, Đầu cổ thì nó sẽ rẻ hơn Tính tính tưởng mắc nhưng mà thật sự con số vô vú điều trị vú tiền Cái chi phí nó sẽ còn nhiều hơn nữa ha Mổ xạ ha Và mắc nhất là có tiền về cái những cái thuốc về của nó nha Tuy nhiên đánh đổi lại là vấn đề là có thể nó giúp cho tăng sống còn cho bệnh nhân nha rồi, rồi. Uh, tiếp theo cái điều quan trọng với mình nè ha, mình nghe con số như vậy để bệnh nhân có một cái uh, có một cái uh, gọi là mình có một cái nhìn chung tổng quát về điều trị ung thư. Ví dụ nghe điều trị ung thư vú mà mấy trăm triệu mình cũng biết à đang sử dụng cái gì cái gì, kiểu mình học y mà ta nói mình cũng biết chứ mình thấy điều trị gì dữ vậy ha, không có điều trị mắc vậy đó nha. À, ung thư thì mắc như vậy. Nhưng đầu cổ thì thường thường nó sẽ không có giá nhiều, thường thường điều trị hết thì chắc cũng khoảng 100 triệu đổ lại thôi. Rồi với đầu cổ á còn vú hay đại trực tràng những mặt là phổi á, sử dụng mà thuốc nhắm trúng đích những thuốc mới là nhiều á, thì giá tiền nó sẽ nhiều hơn nha rồi học phổi rồi phải không sao học rồi học giá tiền không học phổi chưa rồi ừ, mình chưa nói giá tiền hả nghe hiệu quả quá trời luôn không biết giá nhiều phải không rồi thì để mấy bạn biết ha rồi về tầm soát ung thư vú thì là một cái nhóm nguy cơ đầu theo cái hiệp hội á, thì cái nhóm nguy cơ trung bình thì tuổi từ có thể bắt đầu từ 40 tuổi trở đi là mình có thể lựa chọn tầm soát nhu ảnh hàng năm À, giờ làm sao mình nhớ chúng là nhớ mất 40 tuổi đi. Sau 40 tuổi là có thể mình sẽ cho nhu ảnh có thể mình lựa chọn ha. Nhưng mà tốt như có thể là từ 45 sau 45 tuổi nên bắt đầu làm nhu ảnh hàng năm và nhớ là từ uh, mốc 55 tuổi nha Từ 55 tuổi có thể làm hàng năm Hoặc làm mỗi 2 năm Và làm tới khi nào mà Tuổi thọ, tới khi nào mà tiên lượng tuổi thọ Còn kéo dài trên 10 năm thì đấy là, Trường hợp này đánh giá tuổi thọ còn trên 10 năm thì bạn làm Ví dụ như bà cụ rồi, sống mà đánh tuổi thọ Còn có 2 năm thì thôi mình không làm tầm soát ha. Có nghĩa là mình đánh giá trường hợp này Có tầm soát, có tiên lượng sống còn Trên 10 năm thì mình sẽ làm rồi vào nhóm ngưỡng cử mà có nguy cơ cao có nghĩa là chưa đến độ tuổi 40 nữa Nhưng nhóm này có nguy cơ cao có đột biến gen ca, Có hội chứng di truyền liên quan đến ung thư vú Nhiều gia đình có nhiều người bị ung thư vú ha. Cái tiền căng mà xạ trị vô vùng ngực ha. Rồi ví dụ như hoặc là cái chị mà quan trọng là có ba bị ung thư vú Cũng là một yếu tố nguy cơ cao ha. Anh trai nam mà ha. Nữ thì có chuyện mình nam thì nói chuyện đó rất là lạ ha. Ít nhưng mà cũng có thì thường liên quan có chuyện liên quan tới di truyền rồi, những cái người này thì sao? Nên tầm soát từ năm 30 và nên làm bằng em rai nhựa đâm vũ để dễ thấy hơn thì dù ảnh lúc đó nó sẽ khó thấy ha à. rồi bữa chị nói học rồi bữa học chị nói bạn rồi sờ ha ráng ngồi ráng khám tự khám tự khám có nào nó rất là khó ha chưa có một công trình nghiên cứu nào chứng minh cái việc mà mình khám lâm sàng thể sờ thấy được hồi nãy chị bạn nó rồi, dưới 2 cm mà nó nhỏ hơn nữa institut tại chỗ mà thì làm sao cái tay mình mà mình sờ để mình phát hiện được institut tại chỗ không thể nào ha rồi nhưng mà người ta vẫn nói để mình có thể uh, ráng để mà mình uh, có nâng cao nhận thức cẩn thân có nghĩa là để cho bệnh nhân mình có uh, nhìn có cái nhìn để biết nhận thức về cái tăng nhận thức về tầm sóc tư vú thôi ha Nãy giờ mình thấy không không đề cập đến gì siêu âm đúng không? Chị hay gặp nhũ ảnh ha và em ray màu siêu âm thì siêu âm có giá trị không? Siêu âm vẫn có giá trị ha. Tại vì người ta thấy rằng ở trong những nước châu Á mình đã ta nghiên cứu nếu như cái việc mà nhũ ảnh và kết hợp với siêu âm luôn á thì nó sẽ tăng cái độ mà phát hiện sớm nhiều hơn so với đơn thuần sử dụng nhũ ảnh. Ha. Cho đó mình ở trong những cái nước mình quốc gia mình đó thì bản thân như vậy trẻ đi thì cái siêu âm nó vẫn phải có nó cũng có giá trị nếu bạn kết hợp giữa nhũ ảnh và siêu âm nó sẽ làm tăng cái hiệu quả mình phát hiện lên và siêu âm là phải gì bác sĩ có kinh nghiệm mà thấy không những người mà tiếng vú làm sao lớn quá cái vị siêu âm nó sẽ gặp khó khăn sao mà quét hết được Phải quét từng lát từng lát từng lát từng lát nè ha rồi khi ta quét không có không, không có thấy sót nó bị sót thôi nha ờ à, đó thì cái mình cần nhớ rồi rồi tóm lại ung thư vú thường gặp nhất và nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất Tuy nhiên mình thấy rằng mình tầm soát phát hiện sớm với lại những phương pháp điều trị hiện tại giờ Nó sẽ giúp cải thiện cái sống còn và tiên lượng của nhân ung thư vú của mình Rồi lúc nào mình cũng nhớ dùm ha Cái chuẩn đoán lâm sàng của mình nó phải có lâm sàng hình ảnh học và cái giải phẫu bệnh của mình Hiện tại bây giờ người ta sẽ đề cao cái việc mà có kẹo phổ bệnh trước mổ Để người ta coi bản chất của cái mình những yếu tố tiên lượng nữa Chứ không có đơn thuần là coi tế bào học nó là cái gì rồi điều trị đưa quan thức ha Nhớ là cái gì? Phẫu thuật sẽ là vai trò quan trọng nhất Và có nhất thứ hai mà biết diễn tiến của này nó có thể với khả năng di căn xa gì đó Tiếp theo mình sẽ có hóa trị và khả năng ta bắt tại chỗ tại vùng do đó mình sẽ có xạ trị ha và bú của mình nó có biểu hiện nội tiết nữa do đó mình coi bú có biểu hiện nội tiết hay không tại liên quan tới nội tiết mà thì mình sẽ coi có sử dụng thuốc nội tiết hay không thì nội tiết nó sẽ có hai nhóm ha một nhóm tác động trực tiếp thụ thể như là tamoxifen là một cái nhóm ức chế cái việc chuyển hóa androgen sang estrogen à kháng cái men đó kháng men aromasta dành cho những người phụ nữ nào đã mãn kinh rồi nha rồi bà biết giật về chương trình tầm soát thì bà nói sẽ như vậy thôi thắc mắc gì nữa không